Thưa quý vị, hôm nay ngày 25 tháng 10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 6, các đại biểu Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tố tụng hình sự. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi buổi chiều quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu